Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 25 tháng 2 năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nếu có trong tay 10 hệ thống Patriot, chắc chắn Ukraine sẽ thay đổi hoàn toàn tình hình, xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Nga và tiến lên. Thế nhưng, Kiev đang ở trong tình thế chật vật xoay sở, số lượng Patriot nhận được đã bị phá hủy và Ukraine khó có thể kiếm được nguồn khác thay thế. Trong khi đó, Đức, nhà viện trợ lớn thứ hai của Ukraine, đang tìm kiếm đạn dược cho Kiev trên khắp thế giới. Từ phía Mỹ, sau khi Đảng Cộng Hòa chặn viện trợ, không thể mong đợi nguồn cung cấp mới cho lực lượng vũ trang Ukraine. Và với tình hình ở Trung Đông, giờ đây chính Mỹ cũng cần những lá chắn phòng không Patriot này. Trong khi đó, dù chú trọng vận hành ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, song e rằng Ukraine vẫn chưa thể bắt kịp được Nga. Thực tế sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời trong bình luận quốc tế ngày hôm nay. Trong cuộc họp báo Ukraine 2024 hôm 25 tháng 2 năm 2024, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói như sau: nếu Ukraine đã có thể có được 10 hệ thống Patriot cho các trung tâm công nghiệp quan trọng hôm nay hoặc trong những tháng tới, nếu chúng tôi có thể triển khai các hệ thống này gần tiền tuyến hơn, thì lực lượng Nga sẽ không tiếp cận được chúng tôi. Họ sẽ rút lui, chúng ta sẽ xuyên thủng hàng phòng ngự của họ và bắt đầu tiến lên. 10 hệ thống Patriot sẽ thay đổi hoàn toàn tình hình. Tổng thống Zelensky cho biết, ông lấy hệ thống phòng không Patriot làm ví dụ và Ukraine cũng cần các loại vũ khí khác. Có 2 hoặc 3 loại vũ khí khác sẽ chấm dứt khả năng phòng thủ của Nga. Một kết thúc mang tính quyết định. Đó là những gì mà nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky nhấn mạnh. Các hệ thống tên lửa Patriot được cho là do quân đội nước ngoài cung cấp cho Kiev vì chúng được chuyển đến Ukraine trước khi quân nhân Ukraine có thể được đào tạo để vận hành các hệ thống có độ phức tạp cao này. Quân đội phương Tây đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên thực địa, hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Ukraine, bao gồm cả việc quản lý các thiết bị mới được chuyển giao. Ukraine đã nhận được 2 hệ thống Patriot. Lô hàng đầu tiên đến từ Đức và Hà Lan vào giữa tháng 4 năm 2023 và chỉ vài tuần sau đó, Mỹ nối gót chuyển giao lô hàng Patriot thứ hai cho Kiev. Các nguồn tin Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng kể từ khi được chuyển giao cho Ukraine, các hệ thống phòng không Patriot đã giúp lực lượng vũ trang Ukraine đạt được thành công đáng kể, bao gồm cả việc chống lại tên lửa Nga cũng như tấn công máy bay Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố một trong những hệ thống Patriot đã bị phá hủy trong cuộc tấn công vào Kiev ngày 16 tháng 5 năm 2023 bằng tên lửa đạn đạo Kinzhal. Mới đây nhất, ngày 23 tháng 2 năm 2024, Bộ Quốc phòng Nga một lần nữa đưa ra tuyên bố quân đội Nga đã tấn công thành công hệ thống phòng không Patriot của lực lượng vũ trang Ukraine. Kết quả của một cuộc tấn công tên lửa là bệ phóng đất đối không, đạn dược và các thành phần khác của tổ hợp Patriot của Mỹ đã bị bắn trúng. Hiện vẫn chưa rõ chính xác Nga dùng phương tiện nào để vô hiệu hóa Patriot của Mỹ. Truyền thông Nga thường nhanh chóng đưa tin về thành tựu quân sự của Nga khi các hệ thống cao cấp như tên lửa đạn đạo Kinzhal mới được đưa vào sử dụng trên chiến trường. Trong khi việc sử dụng các loại vũ khí cũ hơn được sử dụng rộng rãi hơn như hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M hoặc tên lửa chống tên lửa KH-31P thường không ít khi xác nhận. Dựa trên những sự kiện như vậy, có thể thấy hai hệ thống Patriot mà Ukraine nhận được từ Đức, Hà Lan và Mỹ đều đã bị lực lượng Nga phá hủy hoàn toàn. Hiện, trong bối cảnh nguồn đạn dược bị hạn chế nghiêm trọng do Mỹ đã ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine kể từ cuối tháng 12 năm 2023, Ukraine khó có khả năng tìm nguồn cung khác thay thế cho hệ thống Patriot. Bất bình ngày càng gia tăng trong lưỡng đảng Quốc hội Mỹ về chi phí khổng lồ trong việc hỗ trợ cuộc chiến ở Kiev. Tệ hơn nữa, quân đội Mỹ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống Patriot để sử dụng cho riêng mình. Minh chứng là nhu cầu về những tên lửa SAM tăng đột ngột sau tháng 10 năm 2023 khi số vụ tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông. Nó xảy ra khi căng thẳng leo thang nhất và Washington ủng hộ dứt khoát đồng minh chiến lược Israel trong cuộc chiến chống lại một loạt nước trong khu vực. Những quốc gia có khả năng phòng thủ tên lửa đáng kể vốn đã khiến lực lượng Mỹ tổn thất hàng chục binh sĩ. Ngày 17 tháng 2 năm 2024, tại hội nghị an ninh Munich ở thủ đô Berlin, Đức,
Tổng thống Volodymyr Zelensky đặt câu hỏi, người Ukraine đã cầm cự được 724 ngày, liệu 725 ngày trước bạn có tin rằng chúng tôi có thể? Tổng thống Zelensky sẽ muốn nhắc nhở các nhà lãnh đạo phương Tây về những ngày đầu tiên của cuộc chiến khi quân đội Nga tấn công Kiev và nhiều người ở phương Tây cho rằng những ngày Ukraine với tư cách một quốc gia độc lập đã sắp hết. Bất chấp phản ứng chậm chạp của phương Tây, Ukraine vẫn kiên cường. Hiện nay, ít người tin rằng Nga có khả năng tiến hành một cuộc tấn công mới vào thủ đô. Để đi tìm câu trả lời cho lo ngại của nhà lãnh đạo Ukraine, chúng ta hãy quay lại thời điểm Hội nghị An ninh Munich 2024 đã diễn ra. Bầu không khí đặc trưng ngự trị tại hội nghị lần này được mô tả bằng cụm từ thế giới đang đi vào địa ngục. Nếu như hội nghị vào năm 2023, triển vọng của Ukraine có vẻ tươi sáng đối với phương Tây, tất cả thành viên tham dự đều tin rằng châu Âu sẽ vượt qua giai đoạn gay gắt và nguy hiểm nhất của cuộc khủng hoảng khí đốt, thì hội nghị lần này, từ trạng thái hào hứng, họ đã nói về nỗi sợ hãi và những dự báo về sự trầm cảm. Một bức tranh đối lập hoàn toàn trong năm 2024, khi những cuộc khủng hoảng sâu sắc đã bủa vây phương Tây, châu Âu choáng váng trước công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh chóng ở Nga, một cuộc chiến tranh với kết quả không chắc chắn ở dải Gaza, các cuộc tấn công của lực lượng thân Iran ở Trung Đông ngày càng thường xuyên hơn và trên hết, lực lượng Houthi ở Yemen hoạt động tích cực hơn, cản trở hoạt động vận chuyển quốc tế ở Biển Đỏ. Có đồn đoán cho rằng chỉ vài ngày hoặc có thể vài tuần, Iran sẽ có được vũ khí nguyên tử đầu tiên. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng hơn bao giờ hết và hầu hết các nước BRICS đều không đứng về phía phương Tây cũng như không ủng hộ quan điểm của phương Tây về cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine. Hơn nữa, Nam Phi công khai và thể hiện đứng về phía Nga. Có lẽ quan trọng nhất là tất cả đang hồi hộp chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử Mỹ và suy đoán về tương lai của Liên minh xuyên đại Tây Dương có thể mất đi trụ cột vững chắc là Mỹ. Điều này cũng đã được cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cảnh báo, một ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tổng thư ký NATO nhiệm kỳ mới. Chi tiêu quốc phòng cần tăng lên là vấn đề phủ bóng lên toàn bộ thành viên Liên minh quân sự. Nó cần thiết không phải chỉ vì những lời tuyên bố của ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, mà vì châu Âu thực sự cần điều đó. Sự suy yếu về quân sự và hỗ trợ tài chính cho Ukraine từ Mỹ không phải là lý do duy nhất dẫn đến những thất bại mới nhất của Ukraine trên mặt trận. Giới phân tích nhận định, Ukraine thiếu binh lính và tân binh. Đất nước đã có nhiều quyết định sai lầm khi thay tướng sai người, sai thời điểm. Viện trợ quân sự cho Ukraine hiện đang thiếu hụt. Song điều đáng chú ý là người Mỹ hiểu rõ rằng đây cũng là lợi ích chiến lược của họ. Liệu Washington có thực sự quan tâm đến việc Nga kéo quân dọc theo toàn bộ biên giới với châu Âu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương? Hay liệu Mỹ có thực sự quan tâm việc Nga để kiểm soát toàn bộ Biển Đen và chiếm lấy vựa lúa mì của châu Âu? Bối cảnh quốc tế khiến khó có thể tự tin về triển vọng lâu dài cho việc Ukraine giành lại kiểm soát lãnh thổ. EU cuối cùng đã vượt qua sự phản đối từ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và phê chuẩn gói tài trợ trị giá 50 tỷ euro, nhưng gói tài trợ khổng lồ của Mỹ vẫn bị đình trệ. Ngay cả khi nó được thông qua, ông Trump vẫn có khả năng thay đổi cục diện cuộc tranh luận chỉ bằng cách trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, có một số điểm sáng trong bối cảnh u ám. Tin tốt là châu Âu đang thay đổi thái độ đối với năng lực chiến đấu của chính mình. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức sẽ phân bổ không phải 2% GDP cho quốc phòng mà là 3,5%. Ukraine cũng từng bước giành lại Biển Đen, gây cho Hải quân Nga một số tổn thất cũng như các hoạt động đặc biệt táo bạo đằng sau phòng tuyến của đối phương. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố nước này sẽ cung cấp cho Ukraine tất cả tên lửa và đạn dược. Phương Tây cũng trang bị máy bay không người lái có trí tuệ nhân tạo cho Ukraine, có thể thay đổi tình hình ở mặt trận. Và người Nga được cho là đang chịu tổn thất nặng nề ở mặt trận, mặc dù thông tin này không thể được xác minh độc lập. Khi viện trợ nước ngoài bắt đầu nhỏ giọt, Ukraine đã quyết định củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước để đảm bảo tự sản xuất được vũ khí đối phó Nga. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin cho biết
Ukraine đã tăng gấp 3 lần sản lượng vũ khí vào năm 2023 và có 500 công ty nước này đang hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng. Ông Kamysin cho biết có 100 công ty nhà nước và 400 công ty tư nhân đã tham gia vào nỗ lực này. Trong năm 2024, Ukraine có kế hoạch tăng đáng kể sản xuất đạn dược. Gần 300.000 chuyên gia đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, sửa chữa và bảo trì vũ khí ở Ukraine. Về chương trình tên lửa của Ukraine, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamysin tuyên bố Ukraine đã có vũ khí tầm xa có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly 700 km. Phát triển một tổ hợp công nghiệp quốc phòng để cạnh tranh với Nga là một thách thức khổng lồ của Ukraine. Nga sở hữu một trong những hệ thống sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới với gần 3 triệu lao động cung cấp cho quân đội nước này và xuất khẩu toàn cầu. Những nhu cầu riêng biệt về công nghệ quốc phòng đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng và máy móc chuyên dụng cùng với nhân sự có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này. Ngay cả phương Tây trong thời gian qua cũng đối phó với thách thức tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng khi Nga đã bắt đầu tăng tốc với sản lượng vũ khí gấp nhiều lần vào năm 2023. Nhưng với thương vong ngày càng tăng, nhân lực cũng như nguồn cung cấp pháo binh cạn kiệt, trong khi viện trợ tài chính của Mỹ bị đình trệ, viễn cảnh thậm chí còn có thể xấu hơn nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, người Ukraine bước sang năm thứ ba xung đột với sự lo lắng về những gì tương lai có thể xảy ra, cũng như với sự chia rẽ ngày càng rõ rệt trong xã hội. Bối cảnh chính trị trong nước cũng có thể rạn nứt. Sự đoàn kết trong năm đầu tiên đã dần tan biến trong những tháng gần đây khi các đối thủ chính trị của Tổng thống Zelensky ngày càng lên tiếng. Sự mệt mỏi hiện rõ trong xã hội cũng có thể thấy rõ trên các hành lang quyền lực. Mọi người đều kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngòi nổ của mọi người dường như đều rất ngắn. Thất bại của Ukraine giờ đây giống như một giấc mơ không tưởng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng chiến thắng toàn diện của Kiev, bao gồm cả việc giành lại Crimea, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014, cũng xa vời hơn trong thời gian tới. Các cuộc đàm phán với Nga từ lâu đã là một chủ đề cấm kỵ, chủ yếu là vì phương Tây không ai tin rằng Moscow sẽ giữ bất kỳ thỏa thuận nào và chỉ đơn giản coi đó là một khoảng dừng để thở trước khi tiếp tục quẫy đạp. Nhưng việc chiến đấu kéo dài vô thời hạn cũng không thể bền vững. Nhà phân tích Ukraine Fesenko cho rằng nếu Kiev có thể sống sót trong năm tới, thì có lẽ chúng tôi sẽ buộc phải đàm phán về một hình thức ngừng bắn nào đó. Có thể đối với nhiều người ở cả hai đầu tiền tuyến, việc đồng ý một nền hòa bình mong manh và không hoàn hảo sẽ là một sự nhượng bộ không thể tưởng tượng được sau những nỗ lực, mất mát trong quãng thời gian đã đi qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.